Nhằm động viên khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh, chiều ngày 11 tháng 5, trường Trung học phổ thông Đầm Dơi tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên và các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của thầy và trò, trường Trung học phổ thông Đầm Dơi tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích. Đặc biệt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng tỉnh năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Đầm Dơi đã có 76 học sinh đạt giải, đứng thứ hai sau trường chuyên Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. Chỉ có 26 thầy cô giáo cũng được tuyên dương lần này. Lễ tuyên dương là nguồn động viên sâu sắc, khích lệ tinh thần, tôn vinh các thầy cô giáo và các em học sinh đạt thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi, thi học sinh giỏi các cấp, và là động lực, niềm tin để trường Trung học phổ thông Đầm Dơi đạt được những bước tiến mới trong công tác giáo dục mũi nhọn nói riêng và trong các hoạt động giáo dục nói chung. Tại buổi lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi Phạm Thanh Liêm đã cảm ơn các thầy cô giáo thời gian qua luôn khích lệ, động viên, truyền cảm hứng, tạo môi trường rèn luyện, học tập tích cực để các em học sinh phát triển năng khiếu, đạt kết quả cao trong học tập. Mong muốn thầy cô giáo tiếp tục cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, ý thức sâu sắc và thực hiện tốt vai trò sức mạnh của người truyền lửa, khơi dậy niềm say mê, khát khao chinh phục, tri thức trong mỗi học sinh. Đối với các em học sinh được tuyên dương lần này, tiếp tục rèn luyện, trao dồi kỹ năng sống, duy trì niềm đam mê trong học tập và đạt được nhiều thành tích cao, trở thành những người truyền cảm hứng, đóng góp nhiều cho quê hương đất nước. Nhân dịp này, huyện ủy Đầm Dơi đã trao 4 suất học bổng Toàn Tài Năng và trường Trung học phổ thông Đầm Dơi cũng tặng 11 suất học bổng cho các em học sinh.